Ờ, cảm ơn cô. Dạ. Vâng. Anh đến để cắt tóc hay là dưỡng tóc à? Dạ không. Tôi tới tôi kiếm chú Khôi. Kiếm Khôi à? Dạ vâng. Dạ. Khôi với công chuyện rồi. Ồ thế hả? Dạ. Mà chắc là lâu lắm. Không biết là có mất thời gian chờ đợi của anh không? Không. Hay là mình đi về? Không sao, tôi đợi được mà. Dạ. Vâng. Vậy thì ngồi đợi vui vẻ. Dạ vâng. Dạ. Tôi làm công chuyện. Dạ vâng. Dạ dạ. Trời đất ơi, mới sáng sớm mà tưởng khách sộp tới tiệm mình. Ai dè đi kiếm anh Khôi là sao? Dạ lắm. Để em ra điều tra cho. Con chào chú. Ôi chào em. Con chào chú. Chào em. Chú. Đừng kêu anh bằng chú mà hãy kêu chú bằng anh. Dạ anh. Vâng. Anh tới tiệm anh Khôi hả? Dạ vâng. Dạ anh Khôi bây giờ anh đi công chuyện rồi, không biết chừng nào mới về luôn á. Hay là anh vô anh gọi đầu massage thư giãn đợi ha. Thôi khỏi phiền lắm. Thế ở đây có cái gì uống không? Dạ có, ở đây em có nước ép trái cây nè. Có cà phê. Cà phê sữa. Anh uống gì? Cho ly xấu dầm đi. Cái gì? Xấu dầm ấy. Xấu dầm là xấu là... dầm ở quê hương của tôi đấy. Tôi thích uống xấu dầm lắm. Cứ mỗi lần uống xấu dầm là tôi nhớ về quê hương của tôi. Quê hương chốn thanh bình có bầu trời xanh ngát xanh, đồng lúa thăng canh cỏ bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ. Ôi tuổi thơ. Ôi tuổi thơ. Tuổi thơ ơi đã xa còn đâu, xa cánh diều cỏ bay ước mơ. Ôi đứa nào đấy, ôi rồi ôi đứa nào mà nó cắt cánh diều rồi, băng diều rồi kìa. Dạ tôi cắt rồi. Ôi sao tự dưng cắt diều rồi? Bán con đi xấu dầm mà cực quá. Tôi vì tôi nhớ về quê của tôi. Anh ơi không có xấu dầm, có cà phê à. Ôi thế thì ly cà phê ban mê như dạ, muốn nói. Dạ chờ em. Dạ vâng. Anh ơi cánh diều ơi, cánh diều hoa giả. Hoa giả hả? Không cần tưới hoa giả. Thế thì tôi cũng tưới giả thôi. Tưới giả nhưng mà nhìn viên thật. Vì nước thật mà. Bây giờ vậy nè, bây giờ ha, em đưa ly nước cho ổng rồi em tìm cách em cọ sát con da này, thấy không? Đó, nói chung là càng sát càng tốt. Làm em lục lọi trong người ổng coi ổng có giấu không, thí dụ như dao găm hay là kiếm hay là súng gì á. Có gì báo, chị báo công an đi. Đi đi, nhanh đi. Chị nói cái gì nghe ghê, bán con ly nước mà nguy hiểm gì cũng nhanh lên. Dạ, nước có rồi anh. Ôi chào em, cảm ơn em. Dạ. Cái gì? Ôi cái gì đấy? Cô làm cái gì đấy? Không có gì. Cái gì vậy? Chị Hai. Hả? Tới rồi đó. Em hẹn ảnh giờ này chắc là cũng sắp đến rồi. Sao em chở chị vô tiệm luôn? Không được. Ông bà bảy xe ôm á, gây gỗ nhau kịch liệt kìa. Thằng Ghi nó kêu em qua giải cứu tình hình. Em đi xong rồi em sẽ quay về liền. Vậy nha. Hả? Ừ. Rồi ê khoan đã. Vô chồng chị biết nói gì với ảnh? Thì cứ vô đi. Vô chị đi. Thôi em nói nó không được, em bận việc. Khoan chờ chị chút. Cái gì? Chờ chút. Cái gì vậy? Cho mượn cái kiến coi. À, nhìn chị được chưa? Đẹp không? Rồi. Được rồi. Được rồi hả? Đẹp lắm. Không thể đẹp thêm nữa đâu. Mặt thon gọn lắm. Em đi nha. Em đi nha. Hả? À, chị Khánh. Ừ. Chị mới tới chơi hả? Ai vậy? Anh đâu biết đâu. Ủa vậy hả? Hồi từ sáng tới giờ. Từ sáng tới giờ. Để chị. Chị tiếp giùm em, sáng giờ em với chị Tuyền mệt quá. Em vô trong nha, chị coi tiệm giùm em nha. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Thế ngồi đi. Dạ cảm ơn anh. Vâng. Anh chờ em có lâu không? Không lâu lắm. À, vậy hả? Nói chung thì nó ngót nghét 15 phút thôi. Dạ. Vâng. Khôi có nói. Vâng. Nhưng mà em không nghĩ là anh tới sớm dữ vậy á. Bộ anh nôn lắm hả? Nói chung là cũng không nôn gì. Hơi sốt ruột tí thôi. Dạ. Mà nói chung là chờ được. Không sao. Vâng. Anh cũng kiên nhẫn dữ. Vâng. Dạ. Thế em có biết Khôi đi đâu không? À, thằng Khôi hả? Vâng.
Tao nói nó chở ngoài đầu hẻm á, nó kêu em đi bộ vô. Nó phải chạy u qua nhà của Hùng Duy để mà giải quyết cái gia đình của Hùng Duy. Ồ thế hả? Gia đình tội nghiệp lắm anh. Nha môn bất hạnh. Ba thằng 7-21 ngày gây lộn hoài hả? Ôi giời ơi. Mà tao nói không có ai giải quyết được ngoài Khôi nha. Đó, thằng Khôi nhà em tính tình đầm thắm ôn hòa, ai cũng thương hết đó. Nó nói cái gì là ai cũng nghe hết trơn. Nói chung hết là coi như có việc gì là nhờ Khôi làm hết đúng không? Dạ. Cái đấy người ta gọi là bao đồng đấy. Nói thật, gia đình nào có phước lắm mới sinh ra một cậu con người như thế đấy. Cái người mà bao đồng như thế là coi như là coi như là cứu bá gia bá tánh như thế là gia đình là có phước có đức lắm. À, vậy là có đức. Không cần phải đi chùa. Dạ cảm ơn anh đã khen. Dạ. Chẳng những nó bao đồng không sao, ở trong nhà ba đứa con em một tay thằng Khôi nó lo hết đó anh. Cái gì em vừa em nói đi cái làm gì? Suốt mà. Em vừa nói cái gì? Em ba đứa con rồi à? Dạ. Ôi giời ơi. Sao vậy? Ôi giời ơi, em như thế này mà ba đứa con rồi. Ôi. Tại em kế hoạch đó. Em không kế hoạch đẻ cả chục đứa đó. Ôi thế đấy, anh nghĩ như thế. Vì anh nghĩ cái tướng em như thế này không thể nào ba đứa. Em phải ngót nghét hơn chục đứa mới ghê. Thật ra gia đình của em giống gia đình của anh. Ừ. Gia đình em ba đứa chứ gia đình anh sáu đứa. Gấp đôi nhà em. À vậy hả? Cũng vui quá ha. Vâng. Kinh vãi. À quạch. Vui. Vui. À, nói nào ngay, ông phải khoe với anh chứ. Thằng Khôi nhà em á, nó nhắc nhở em hoài à. Nó nói chị cứ lo đi làm suốt à, không lo chuyện tình cảm riêng tư gì hết. Ôi giời ơi, sống như thế mà không sợ buồn hả em? Buồn như lê diệp đầy, không có ai cùng cạn. Buồn lắm. À vậy hả? Nhưng mà sống riêng cũng quen anh à. Thế như thế gọi là quen à? Ừ, em nói anh nghe nè. Em có nhỏ bạn, nó nói là sống trên đời mà không có tình yêu á thì vô vị lắm. Mà yêu thì cay đắng lắm. Đúng không? Câu này chị Cao Sơn nói mà em. Chị Cao Sơn nói hả? Trời đất quỷ thần ơi, vậy mà em tưởng nó nói. Em vui. Vui vậy? Vâng. Thôi thì nãy giờ ngồi cũng lâu rồi, anh muốn gì nói quỳnh tẹt ra đi. Thật ra ngại lắm, không có nói được. Ngại gì mà ngại, lớn tuổi hết rồi ngại gì nữa. Không mắc cỡ lắm, đợi Khôi về tôi mới nói. Ôi giời ơi, đợi Khôi cái gì, già sắp xuống lỗ rồi còn ngại nữa. Tôi bây giờ muốn nghe đúng không? Dạ. Thật ra là cái chuyện như vậy. Dạ sao anh? U của tụi nhỏ ở dưới quê. U nào? Vợ tôi. Hả? Anh có vợ rồi hả? Đúng rồi. Ủa sao anh Khôi nói vợ anh chết? Ôi giời ơi, sao cái thằng Khôi nó ác mồm ác miệng thế hả? Ôi vợ tôi còn sống thế mà chủ vợ tôi chết là như thế nào? Thích tôi quá vợ à. Ủa là sao hoang mang quá vậy? Rồi vợ anh kêu anh lên đây làm gì? Lên đây kiếm chú Khôi. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Bà gan vậy? Kiếm Khôi đặng làm mai tôi cho anh, đặng tôi làm vợ hai của anh hả? Ôi cái gì vậy? Vợ hai vợ ba gì ở đây? Này nhá, cô cũng hơi kỳ đấy. Nếu mà có vợ tôi ở đây mà nói vợ hai vợ ba là bà ghen chết đấy. Cái gì? Nha. Bà ghen lắm hả? Bà dữ lắm, bà dữ lắm. Trời. Cái gì đấy? Anh bình tĩnh nha. Tôi hơi mất bình tĩnh, tôi có cái gì nó sai. Để tôi vô tôi uống thuốc á. Ôi này chưa hết chuyện mà. Khôi này kỳ quá là sao? Này. Ủa chị Khánh sao không ngồi nói chuyện với anh? Nói chuyện tiếp đi, em gọi điện cho anh Khôi rồi hả? Thôi. Em báo với anh Khôi rồi nói chuyện đi mà. Nè đó. Thôi. Trời ơi thằng Khôi. Ý chơi mạnh. Trời em về tốt quá, về cho tiệm mình có thêm đàn ông. Mạnh ơi. Ôi Mạnh ơi, nhà có biến rồi con ơi. Dương, nhà có biến rồi. Biến gì mà biến hoài vậy Dương? Mà nhà tối ngày biến hoài, không biết chừng nào mới hết biến à. Con ơi, nhà có biến rồi, chừng nào hết biến hả? Chừng nào dượn hết biến thì nhà hết biến thôi. Trời ơi à. Chuyện gì vậy? Anh nghe nói ở tiệm có biến đúng không? Chuyện gì xảy ra vậy? Chị, vậy đó, thôi. Mọi chuyện em giải quyết cho chị cái đứa yên không cần gì hết. Nè, anh kia, cậu. Anh là ai? Ở đâu vào đây? Em ngồi yên đó. Ở đâu vào đây? Chuyện gì? Anh tới đây quậy phá chuyện gì ở tiệm này? Không, chúng tôi liên quan gì tới anh? Không hiểu nhầm rồi. Cái gì? Không hiểu nhầm. Anh là ai? Tôi. Chú Khôi đúng không? Tôi nè, chủ tiệm nè. Tôi, dượng của thằng Mạnh. Cái gì? Anh dượng thằng Mạnh. Ô dượng của em hả Mạnh? Dạ. Ô dượng của ông Mạnh hả? Vâng. Bây giờ mới biết.
Ôi gì rồi anh tới đây làm gì? Vì thằng Út ở nhà nó sốt đấy, rồi xong rồi tiến lên đây kiếm chú Khôi kêu ứng lương tiền của thằng Mạnh ấy, xong rồi đưa cho tôi về, tôi em về lo cho sắp nhỏ. Ủa cái gì vậy Dương? Nhà có biến con ơi. Mà đứa nhỏ nó bị bệnh sao? Nó có đưa lên trạm xá gì hết? Nói chung là bệnh sốt rất cao, bây giờ không có tiền. Thế bây giờ ứng tiền trừ lương của thằng Mạnh 2 tháng trước rồi đưa đây cho tôi đem về lo cho sắp nhỏ. Dưỡng đó nha, mai mốt có gì phải báo trước gọi điện cho con đấy, con xoay sở. Chứ lên bất thường lệnh về còn sao con tính được? Biết bực rồi. Mình nhiều ghê á. Thôi mà đi đâu đấy, đi đâu đấy? Đi đấy mà bánh gửi gì cho ngô. Ừ thế thì được. Thôi nhà tâm biến tội. Rồi yên tâm tôi chia sẻ cái biến với cái nhà của chú. Vâng. Rồi ừ. Thôi cái còn cái chuyện của chị sao? Chuyện gì? Thì cái chuyện em nói em làm mai cho chị đó. Vô tiệm gặp nè. Anh Sơn mà mài kềm cho tiệm mình á. Dạ thì, em làm mai cho chị á. Hồi nãy anh có gọi điện cho em. Anh xin lỗi, hôm nay anh có nhiều kềm kéo phải mài quá nên anh hủy cuộc hẹn bữa khác. Trời đất ơi, chị mong chịu đó sớm. Nhà em sửa soạn cho đẹp vậy đó. Còn ghê vậy đó. Chị nhìn chị còn tươi không? Còn đẹp, còn đẹp, chị vẫn còn đẹp. Vẫn còn đẹp, giờ không có đẹp gì nữa hết. Dẹp đi, đừng có làm mai cho chị nữa nghe. Mệt với mày à. Đây, giờ đến nhà em có biến. Ồ. Oh.